bên chợ người ta có ôi xong rồi ở bên chợ nè, ta qua ta thấy làm hay quá, ta cho thầy cho thầy cái người khác này người kia cho mà cấp đó nó mặc cái này cái xã này coi cho kìa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi đang có mặt tại Cù Lao Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Và phía bên đây là ngôi nhà của một cô gái có chiếc lưỡi kỳ diệu, đó là chị Thúy An. Mặc dù là với tay chân của chị bất động nhưng mà với một cái chiếc lưỡi kỳ diệu thì chị có thể làm được những cái công việc khó mà nhiều người có thể làm được, gọi là một trong những người thiên tài của nước Việt Nam, như là xỏ kim bằng lưỡi nè, thắt hạt hay là thắt thuyền giấy. Và bây giờ để tìm hiểu thêm về điều đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như làm phần buổi ngôi nhà của chị nha. Thử làm thử đi ha, cho xã chị trước cái đồ lên hồ. Việc tài của chị An, thường thì người ta nói là có tập thì hay có tài, nhưng mà đó giờ thì tụi mình tiếp xúc rất là nhiều người khuyết tật à. Nhưng mà lần đầu tiên thì tiếp xúc được một người tài năng như chị An như thế này. Bây giờ thì chị An đang thực hiện cái việc là xã chỉ bằng kim nè. Xin lỗi thông tin với mọi người thì chị em thì năm nay 38 tuổi, tay chân của chị thì không có cử động được. Cái điều kỳ diệu nhất là chị dùng cái chiếc lưỡi của mình để xỏ những cái cọng chỉ qua cây kim. Theo chú chia sẻ thì chị An có thể xỏ một lần 24 cọng chỉ qua một cái lỗ kim thôi. Và bây giờ thì bốn cọng chỉ qua một lỗ kim. Chú đang cấp lại nè mọi người, bốn sợi luôn á. Đây mọi người sẽ thấy rõ nè. Và bây giờ chị đang xỏ đó. Thường thì cái việc xỏ bằng tay không á mọi người cũng đã rất là khó khăn rồi, đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mà mọi người sẽ được thấy là chị có khả năng là xỏ bằng miệng. Chị An thì bị khuyết tật từ nhỏ, và trong quá trình mà nằm một chỗ thì chị có một cái ý chí, đó là tập luyện làm mọi việc bằng chính cái miệng của mình. Gần như là tay chân của chị thì khó mà cử động được. Lúc nãy thì tụi mình có đến thì chị coi truyền hình và chị có thể điều khiển cái mốt bằng miệng luôn. Gia đình mình phát hiện chị An có khả năng như thế này thì từ bao lâu rồi chú ạ? Hồi 17 tuổi. Hồi đó như thế nào chú có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn chú? Hồi đó nó cũng có tật gì đó rồi nó nằm. Dạ. Yeah. Nó nằm rồi nó ăn kẹo rồi mấy nhỏ đem kẹo lại nó ăn, nó kêu đưa cái vỏ cho nó xếp. Xếp chiếc thuyền của con cò. Chiếc thuyền. Rồi từ đó mình phát hiện luôn ha. Việc mà chị An xỏ được, làm được những cái điều kỳ diệu này đó, thì hiện nay thì có rất là nhiều người lại đây từng chứng kiến chị An làm cái công việc này, nhưng mà tất cả đều không giải thích được. Và cái điều kỳ diệu hơn là với một cái tờ giấy mỏng thôi, chị có thể xếp thành con hạt nè, thành chiếc thuyền nè, thành một cái ngôi sao hay là một cái bánh ú. Và hiện nay thì chị An đang xỏ những cái cọng chỉ qua cây kim. Đối với mọi người thì ngay cả luôn với Phong, việc mà xỏ hai cọng chỉ qua một lỗ kim thì đó là một điều rất là khó rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai anh em đang chứng kiến chị làm một cái điều phi thường của một nói chung là mình nhìn vào cảm giác mình, là mắt của mình là không bao giờ tin được, đúng không Phong? Dạ. Thật sự thì chút nữa đây mọi người sẽ xem được là những cái tờ giấy mỏng như thế này nè. Đó, tờ giấy bằng chú lấy cho mọi người xem, có thể hình con hạc nè, hình ngôi sao năm cánh nè. Và trong lúc chị đang xỏ thì chú có cho mọi người xem những cái thành quả mà đó giờ chị làm đi chú, ở dưới hộp á, những cái mà đồ mà chị tự xỏ được á. Chút nữa mà xỏ xong mà chị An sẽ kêu ba ơi, xong rồi. Đây là những cái chiếc thuyền. Dạ. Chiếc thuyền, cánh bươm. Chị tự xỏ, chị tự thắt bằng miệng luôn. Đúng rồi. Đây là một cái chiếc thuyền rất là nhỏ nha. Xong hả chị? Chưa. Đây là một cái chiếc thuyền mà mọi người có thể thấy là nó
cực kỳ bé tí, bé hơn cả cái ngón tay của mình luôn á. Chiếc thuyền này được làm từ cái ba làm cho le chỉ con à, chiếc lưỡi kỳ diệu. Ba cho chỉ lại ơi, so chỉ lại giùm cho chị An chú. Và đây là cái ngôi sao, ngôi sao cũng chị cũng tự làm bằng miệng luôn, nhỏ bằng ngón út mình nữa không. Cô bác của anh chị thấy đây là một cái ngôi sao mà nếu như mà theo cái tay của mình á thì mình cũng khó thể xếp được như thế này, mà các mối của trong cái ngôi sao chị giấu rất là kín luôn, mình không thể mình nhìn được. Thông tin lại cho mọi người rõ là chị đang ở lại Trang Cúc đó, chú đang làm cho chị sỏ nè. Tại vì tụi mình muốn cho mọi người xem cái cấp độ khó khăn như thế nào, cùng lúc là bốn sợi chỉ nha, bốn sợi chỉ được sỏ. Và nhà của chị thì nằm ngay tại Cù Lao, Tân Lộc, thuộc quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Mọi người chỉ cần đến đò Tân Lộc hỏi nhà chị An có khả năng là sỏ chỉ vào cây kim bằng miệng thì gần như là bà con nào cũng biết hết à. Nhà chị rất là dễ tìm. Rất là nhiều người đã từng đến đây và thích thú và nể phục cái tài năng của chị An. Năm nay thì chị An 38 tuổi. Đây là cái dụng cụ mà ba của chị, đó là chú đang chuẩn bị để chị xỏ những cái cọng chỉ qua cái này gọi là cái hộp chuỗi. Hộp chuỗi rất là bé luôn. Đây là đây là một cái hộp. Ê, dạ. Cái hộp đó là mình sao mà đụng nó kề. Rớt rồi. Còn đây này. Hộp khác. Nó kề làm sao con miệng nó xỏ được. Còn hộp này dài như cục đá lửa nè. Mà xỏ được luôn. Đây. Chút xíu hả anh Hồ? Rất là bé. Nhưng mà chút nào chị sẽ xỏ được luôn nha mọi người. Đây nè mọi người. Cái hộp nó bé xíu như thế này. Cây kim đút không qua đó. Cây kim thọt không qua. Nhưng mà chị có thể dùng cái chiếc lưỡi của mình thọt qua. Thọt qua. Xong vậy, hả chị? Vậy đó, sao? Ôi. Vậy đó sao mà nó kèm. Xong rồi chú ơi. Để chú giơ cho mọi người xem đi. Đó, bốn sợi chỉ. Rồi, nhả ra. Nhả ra. Để thấy chú vuốt đâu anh này. Hả? Rồi. Đây. Đó, chú qua cho con xem thử. Đó, bốn sợi chỉ được xỏ qua miệng của chị A. Siêu hay luôn. Có hôm đập giả mình vô anh Phú đó mà quên chưa vô đây quay nữa. Bây giờ thì chị sẽ tiếp tục thắt cái gì đó nữa đi cho mọi người cùng xem, hay là xỏ luôn cho dễ. Xỏ luôn. Xỏ luôn ha. Xỏ mấy cái hộp này mau nhấp nhé. Đây là hộp cườm mà thậm chí nó nhỏ như cái chân sợi tóc mình luôn á mọi người. Nhưng mà anh lấy lại cái hộp cườm mà màu đỏ đi, nó dài dài á. Đó. Sợ mình đôi khi mà lấy cái kim mình luồn cũng khó khăn lắm. Cho nói chi là tới cái việc mà xỏ bằng miệng ha. Thông tin với mọi người thì trước đây á thì có khi mà mình quay đoạn clip về chị An thì có nhiều rất là nhiều người hỏi tại sao lại không đưa chị đi tham gia những cái cuộc thi như là lập kỷ lục Guinness của thế giới hay là của Việt Nam. Thì tại vì mình thì không có gành về cái những cái thể lệ cuộc thi đó như thế nào. Nếu như mà cô bác của anh chị có biết được thì có thể đến nhà chị An để mà tìm hiểu thêm ha. Và bây giờ là xỏ gì chung? Hộp cơm. Chuỗi. Hộp chuỗi. Chuỗi đây, nhỏ như sợi tóc luôn á, đó. Đây. Ôi, chút xíu đây. Chút xíu xíu, bỏ vô họng. Miệng. Hả vô luôn. Mày đang bỏ vô mấy cái hộp đó là cây kim này xỏ không có lọt á. Xong rồi hả chị? Rồi đó. Ồ, nhanh dữ trời. Cái hộp dài này là như cục đá lửa đó. Cơm. Hộp cơm, hộp cơm. Được rồi, ở đó cơm chi nữa. Trời ơi. Bự đi. Bự cái lỗ một chút. Đâu phải cái hộp nhỏ đâu. Hộp cơm là hộp gì? Cơm chút tiếp á. Hộp nhỏ xíu mà xỏ rồi đó. Đâu. Xỏ rồi, chị xỏ vô rồi. Chị xỏ vô rồi. Chị muốn đâu, hộp nhỏ nữa cho mọi người xem. À. Hộp siêu nhỏ luôn, mình không thấy luôn á. Chúng là chú dở cho kỹ cho mọi người xem nha. Tuyệt vời ghê. Trong vòng hồi nãy là hộp đầu tiên là chị trong vòng 2 giây thôi là xỏ được. Chị nói mà mình bất ngờ luôn á. Xong rồi. Thông tin với mọi người thì trước đây á thì chị với lại mẹ của mình phải đi bán vé số ở Hà Tiên, Kiên Giang. Thì có rất là nhiều người đi đường khi mà mua vé số rất là bỡ ngỡ về cái tài của chị. Mà đôi khi thì mình không tận mắt chứng kiến thì mình không thể nào mình cảm nhận được
khả năng phi thường của chị An luôn. Đây chị đã xỏ được xong 2-3 cái hộp hạt lựu nhỏ nhỏ rồi. Và hiện giờ thì lột nghèo hay gì ơi? Lột nghèo hả? Để lâu quá. Mà bữa để vô là nó lụi qua cho mình thấy luôn. Ừ, lọt rồi đó, bao rồi đó. Rồi được rồi, ba hộp rồi. Bẻ đậy nhóc hết rồi, gì hết rồi. Dạ. Một nghe. À, Phong có để ý khi mà chị xỏ thì cái đôi mắt của chị nhắm lại. Để cảm nhận ha. À. Đúng là có tật có tài. Liền ngủ âm chân à. Cũng làm không biết luôn rồi. Liền ngủ âm chân canh. Có một điều mà mình muốn chia sẻ với lại tất cả các bác của anh chị. Đó là trước đây mà khi mà chị An mà thắt con hạt hay là... Xong rồi. Ôi. Ba hộp. Ờ chưa? Nè, cái hộp siêu nhỏ luôn. Ừ, chút xíu luôn nè. À. Rồi hộp lậu dài. Cái hộp nhỏ xíu là bé tí ở dưới đó mọi người. Đó. Để mình đánh đèn lên ha. À, chú để đây con. Chú để dưới nệm đi, để dưới nệm cho. Để dưới nệm nó dễ quan sát nha chú. À. Ngay cả cái tay của mình xỏ vô còn không xong phải không? Ừ, đó. Chị xỏ cái miệng bằng cái hộp này nè, cái hộp chút xíu ép ở đầu sợi chỉ á, mọi người hình dung không? Rất là khó để xỏ được nhưng mà chị xỏ được luôn. Rồi cái hộp dài hả thì lại càng khó nữa, tại vì để luôn cái sợi chỉ nó cứng cáp như vậy thì khó lắm, nhưng mà chị vẫn có thể làm được tốt luôn. Nếu phục thiệt đây cho mọi người xem gần hơn một tí. Ba hộp. Rồi thêm một cái biệt tài nữa là chị có thể thắt được xếp con hạt nè. Xếp con hạt hay là xếp cái gì à? Hay chị? Con hạt đi. Con hạt là lâu nhất 5-6 phút lần mà con hạt. Con hạt với chiếc thuyền này cái nào mau hơn chị An? Chiếc thuyền đi ha. Hạt của chú của chị An á là chị một lần chị ăn kẹo ngọt. Thì sau khi ăn kẹo ngọt thì chị lấy cái vỏ chị xếp và ra một cái chiếc thuyền. Ngay cả mẹ của chị luôn cũng bất ngờ. Lúc 17 tuổi thì tình cờ chị ăn kẹo. Và trong lúc mà có vỏ kẹo trong miệng thì chị hình dung ra cái cách thắt. Và chút nữa thì mọi người sẽ thấy là một số cái hình thắt của chị là không có những cái máu thừa. Có nghĩa khi chúng ta thắt cái hình ngôi sao năm cánh sẽ có dư một đoạn ngắn. Thì chị giấu tất cả các mối hết à. Và bây giờ thì chị tiếp tục thắt một cái giấy bóng. Giấy này thì rất là khó để thành nếp gấp nha. Thậm chí mình thắt bằng tay thì mình phải đè rất là nặng tạo nếp gấp luôn anh Hồ. Nhưng mà bây giờ chị đã thắt được rồi. Bây giờ thắt lại ra được cánh bươm rồi đó. Là cái mui thuyền rồi. Đối với thắt con hạt hay là chiếc thuyền thì có những... xong hả chị? Chiếc thuyền thì đôi khi á thì mình phải dùng kéo mình cắt những cái nét thừa, những cái nơi thừa phải không? Nhưng mà chị thì không cần. Mình vừa mới nói chuyện được khoảng 30 giây là chị đã gần xong rồi. Đây là những cái sản phẩm của chị tự làm nè. Gần ra kết quả rồi mọi người. Chiếc thuyền. Mình thêm một cái điều kỳ diệu đó là mỗi ngày thì chị ngủ vài tiếng đồng hồ thôi, là chị ngủ, chị thức đến 2 giờ khuya, có đôi khi đến 4 giờ, sau đó thì 6 giờ, thức 6 giờ sáng luôn. Tại vì gia đình nó đóng tiền điện cũng mạc luôn. Rồi xong hả chị? Ôi chú lấy cho mừng. Rồi để nó nhả ra luôn hả nè. Dạ. Xong ra chiếc thuyền. Ngôi sao rồi. Chiếc thuyền. Đây. Để mình cầm chiếc thuyền lên nha. Đây chiếc thuyền của chị nè. Mới vừa thắt. Rồi bây giờ mời chị thắt hình ngôi sao cho mọi người cùng xem ha. Chiếc thuyền bé tí luôn á. À Phong. Dạ. Ủa đi xếp chiếc thuyền ha. Đây một bằng cái hộp gạo à. Đây một cái chiếc thuyền này nhỏ bằng ngón út của mình thôi. Sao mà nó nhỏ xíu gì sao mà tháo ra được. Nhưng mà không biết làm sao mà xếp hay á. Đi xếp hai thằng xe không đa đâu mà xe không đa búi lộn luôn. Sao búi lộn chú? Thằng kia đó nó chạy không đa lại nó thấy rồi.
cái gì nói kia bụng mẹ này kia có nhỏ nó làm cái gì cũng bằng miệng không, nó quá tài. Nó xếp chiếc thuyền bằng cái hộp dao, cái kia hô thiệt không hô thiệt mà chạy trước rồi tao đi rồi tao thua mày tiền cá lại cái hô đụng mẹ bằng hộp lúa chứ hộp gạo gì, hai thằng tự lộn quýnh lộn luôn. Bây giờ thì chị đang tạo nè, cái nhựa dây cái chiếc thuyền hồi nãy đó ha, là nó bự ha, còn cái nhựa dây này nè cắt ra khúc rồi, cắt ra khúc mà hình chữ nhật chút xíu là xếp đó, là thành dẫn nó nhỏ xuống. Anh hỏi thật không, nếu như mà anh đưa em một cái giấy kiến đó dài thì em thắt được ngôi sao không? Em hồi nhỏ giờ em thắt thì em phải có cái thước để em đo rồi em đè cho nó thành nó gấp. Còn chị thắt bằng miệng và tí nữa mọi người sẽ khó mà tìm được cái mối để tháo luôn á. Tìm mối tìm không được đâu, tìm không được, chị giấu xong là tìm không được. Cô Quang lấy giúp dùm cho con một cái vài cái hình sao đây, anh lấy cho mọi người cũng xem. Ở đây là nguyên một cái sản phẩm sản phẩm của chị đó, bữa đường nghe đâu nghe đó, bữa đường nghe đó em mà làm cái rồi sống rượu hết vô đó, sống rượu một năm. Đó giờ thì có ai đến rồi, đó giờ có ai nhà ý là muốn mua ủng hộ cho chị không chú? Không có ai mua đâu. Đây xin là cái ngôi sao? Lại thắt rồi, cái ta thấy cái ta lấy. Cực kỳ bé luôn, cực kỳ tỉ mỉ. Không phải là muốn thắt là thắt được đâu. Hồi đó nó làm cái đó. Những cái ôm hút mà nó mềm, nó dễ những làm. Cái đường nét ngôi sao tinh tế đến nỗi mà mình tìm một cái mối hở để mình gỡ ra thì cũng rất khó luôn. Vậy tìm cái mối dạ, không thể tìm được cái mối luôn. Nó qua Gò Tháp vậy đó. Đụ mới vừa trẻ cái đệm để xuống mấy móc túi ba cái thằng nhà nó móc hai cái điện thoại dạ, cái gì nghĩ luôn. Nay chị đã tạo ra những cái hình rồi, gần xong rồi, gần hoàn thiện rồi. Đây là một cái sản phẩm của chị nè. Cầm gì gớt không? Không gớt đâu ha. Đây là những cái sản phẩm mà chị đã tự làm bằng miệng nè, tự xỏ, tự đan và tự làm mọi thứ. Nó làm ở đó cái màn treo cửa đó đó. Cái chú cái sáo trúc nhà mình á, đúng không chú? Không, cái màn cái treo cửa nó tiếp bằng cái này nè. Cái ngôi sao này nè. Dạ. Rồi nó xỏ. Rồi trời ơi, méo lợi, méo cắt lấy hết trơn. Phong ước chừng nãy giờ thì khoảng thời gian gì chị ship được cái ngôi sao đó thì khoảng được 5 phút chưa Phong? Được khoảng 5 phút rồi. Không được đâu, 3 phút rồi. Biểu đập đi nữa, đưa tiền cho các ký khác. Mình không dám nói là chị giỏi nhất, nhưng mà hiện nay nếu như mà kiếm một người Việt Nam thứ hai mà giống như làm được cái công việc giống như chị thì chắc cũng rất khó. Gần xong rồi. Hồi mới đầu nó phát lại nó làm đó ha. Đụng mà phải mà một người cho 1.000 thôi đó ha, là tôi giàu lâu lắm rồi. Nguyên cái cụ lao này em coi chẳng mà không có cho tiền. Tính làm cho coi chơi thôi rồi. Cái bên chợ người ta có. Ôi xong rồi. Ở bên chợ nè, ta qua ta thấy làm hay quá, ta cho tiền. Cho nên cái người khác này người kia cho rồi cấp đó nó mặn cái gì cái xã này coi chân à. Đụng một cái bến đò đấy ha, nó đi bây giờ không bà đó bắt đầu lấy tiền. Đây là một cái ngôi sao mà chị vừa xong khoảng 5 phút. Thông tin với mọi người á, khi mà mình cầm vô cái sản phẩm này đó thì nó rất là khô gáo luôn, chứ không phải là ướt đâu. Đây mình sẽ cầm như thế này, mọi người sẽ không bao giờ tìm được cái món mà để hở ra. Chim bay cà bay đi nghỉ. Chim bay cà bay là sao chú? Xếp con hạt, con cò. Con cò hả? Con cò được luôn. Con hạt hả? Con hạt. Hạt à, hạt. Con hạt là cò đó. Đây là sản phẩm chị mới vừa xếp xong nè. Nè, đây là sản phẩm mà trước đó chị đã từng làm bằng miệng nè. Đó, và cái tờ giấy bóng này chị đang làm nè. Đây là chắc có lẽ đây sẽ là sản phẩm cuối cùng hả anh Hồ? Cho chị nghỉ ngơi.
Nãy giờ thì chị cũng biểu diễn cho cô bác anh chị xem cũng khá là nhiều rồi. Gia đình của mình thì làm nghề trồng mận để bán thôi chú. Không có cục đất nào, chỉ có mận mướn thôi à. Mận mướn thôi. Cô hôm nay đi đâu rồi? Đi có công chuyện mới đi rồi. Chị An thì từ lúc bị tập đến giờ là nghỉ bán vé số là chị cứ nằm trên cái giường này coi tivi suốt à? Không đi đâu hết. Không, không có đi được. Có một câu là có tập thì có tài, và ông trời không lấy đi của ai tất cả. Cắt cả ba. Ba bữa nào ông tiến chỉnh cho con ba. Nó hơi nhiều hả? Nó hơi to chỉnh. Không vuông. Khách thấy được nè. Chỉnh cái gì? Cái vô tiếng. Sao chị? Chỉnh thì theo. Không có, nó muốn ngồi thì cũng chữa lại. Bụng mẹ tôi kêu đi qua nhà in cho mướn, mướn rồi nó cắt giấy, mướn rồi nó cắt vuông luôn. Để hết nó không vuông. Bây giờ thì chị sẽ thắt cái con hạt à. Con hạt giấy. Hồi năm nó 17 tuổi ở dưới Cần Thơ nó quay cái hào tôm của ông là mày nè, mà có tôm của ông mẹ đâu, cũng nuôi tôm mới đâu không được nửa ký lô, quay cái hào tôm cái tôi cắt nhà từ thiện rồi cái cửa sân tôi nè, cắt cái nhà cho ông kia đằng này nè, cái ông đem lại nhà tại nhà cắt luôn hả. Sao nó cho cái hào tôm ông nói buồn, ông chạy xuống nói buồn buồn con mày nó xóa cái mầm miệng em. Nó ai biết đâu ạ, tôi đâu hay đâu. Cái nó để hỏi nó coi sao được không, hô được cái ông hô được thì chúng ta cho cái đài truyền hình Cần Thơ lên nó quay phim. Cái hai bữa sau nó lên quay phim, quay phim rồi cái đó ha là đủ, không ăn ngủ gì được thì không nổi. Chưa có sáng nữa ha, lạ lỡ tới nhà rồi đang coi á, bị mấy người dưới tầng đông đường xa đó lội lên. Vậy là lúc 17 tuổi khi mà mọi người phát hiện ra cái biệt tài của chị An á, là dân ở Cù Lao, dân ở miệt trên miệt dưới là kéo nhau đến đây rất là đông hả chú? Đông lắm, không có cơm nước được. Sáng tới chiều, tối tối mà không chịu về đó, coi nó mê. Vậy là mấy ngày đó là chị đuối luôn á, thắt liên tục. Liên tục luôn. Này mà nếu mà chị biểu diễn á, và tham gia các cái kỷ lục á, thì cũng hay á, để cho mọi người biết được cái biệt tài, và rất là nhiều người sẽ có thêm những cái nghị lực, đặc biệt là những người họ bị khuyết tật á, thì họ sẽ cảm nhận được rằng là sự nghị lực rất là lớn. Nó lập kỷ lực rồi Hà Nội, ở Hà Nội nó vô. Dạ. Vô và nó cho nó 6 triệu. Bây giờ thì cái sản phẩm này là cái con hạt giấy, và chắc xong cái sản phẩm này thì mình sẽ kết thúc cái đoạn clip này để cho chị nghỉ ngơi. Thông tin với mọi người thì chị thì tay chân của chị á thì bất động rồi, ngoài cái việc mà sử dụng cái chiếc lưỡi của mình để mà thắt những cái con hạt á. Tay chân nè. Tay yếu xíu. Ồ bảnh đây. Vậy mà đụ mẹ đeo chiếc nhẫn hồn dĩ không trời. Đắp bên lại, đắp bên được coi lạnh chút. Nè đi thành phố cho nó cắt cái tay rồi đi Vũng Tàu. Như bà Lê Hải đó. Biết tại sao khi nãy mà anh Hồ để cái đèn mà chị biểu cháy không? Nhất. Tại vì khi mà chiếu vô nó nhất, cái thứ hai nữa là chị còn đẩy lên chị coi thử. Chị đưa lên trên cao á, chị dòm, chị liếc mắt xuống chị dòm thử là cái hạt, cái hình thù mình thắt như thế nào. Nếu bằng đêm mở cái đèn này nó đâu có cho. Nhức mắt. Nhức mắt. Đủ thứ bệnh cho. Chừng ngàn thứ bệnh. Hồi đau bụng nó la làng, hồi đau bụng nó la làng. Cầm nó cầm ngáy, nó cầm cái dầu thôi. Dầu 30 ngàn chai mua lần chục chai á. Chấm không có đâu sức nè dầu nè. Chấm không. Dầu Phật Linh. Không, dầu Thái. Chút nữa con cho một chai dầu Thái kia xịn lắm. Hồi đó nó sức ra dầu
dầu gì? Dầu gì của mình làm nè? Dầu cola hả? Không phải, dầu nước mà như vậy. Nước xanh dầu của mình làm, dầu gì dễ dàng tiền nè. Còn dầu đèo đó là có mấy ngàn chai mà bây giờ tới 30-40 ngàn nè. Dạ, dầu đó dùng thấy. Mua lần chọc chai chấm. Hồi đau bụng cái la làng, hồi đau bụng la làng. Hiện nay thì mình có nhận thấy được rằng là con hạt nó đã sắp hình được một cái sản phẩm con hạt rồi đó. Chắc chỉ còn khoảng chừng chưa đầy một phút nữa thôi thì cả nhà sẽ thấy một điều bất ngờ. Nó làm có hạt là lâu rồi, chứ không có gì lâu, mấy cái màu. Mọi người nói là chị là giống như thiên tài đất Việt vậy. Ôi, gần xong rồi mọi người. Cái miệng mà nó kiện cái thân. Kiện cái thân là sao chú? Bị mặn hay quá. Ta lỡ cho coi mặn hoài. Rồi tắt miếng giấy tập vậy rồi. Tắt kệ đó. Không được. Không được. Vậy là do cắt miếng giấy nó lệch. Giấy mà đủ cái kéo này cắt đâu có hay đâu. Kệ nó, hình dạ. Nó tạm tạm được rồi, cho mọi người xem được rồi. Tưởng chừng có cái con hạt à thôi. Như mấy nhỏ nít mới học lớp 1 nó vẽ hình gì đó. Nó cục cái đuôi á. Nó cục cái đuôi. Nói con hạt này nó dạ. Sợ lè để vô nó biết. Biết. Biết cảm nhận được là con cái tờ giấy nó không có thắt không có vuông. Mẹ nó cửa ta. Nó kêu đi qua nhà xong cho chị. Kêu nó cắt giấy vuông. Chị nói là con chị hạt này nhận. Nó cục cái đuôi. Là cái đuôi nó ngắn hay là nó cục luôn chị? Ăn có cái kéo rồi. Đâu cậy ba. Cậy đó. Kệ nó, cho coi hình đi, coi hình hài đi. Xong rồi lấy nó xem cho chị. Chị phải muốn chỉnh chu. Em mà cái bao phải thành con gì à? Kệ đó. Không biết thành con gì. Mà nhiều khi nó thành khủng long nữa. Nào có đầu không có đuôi nữa cha ơi. Không có đầu không có đuôi nữa cha. Không có được. Cảm nhận được ha. À. Cái miếng giấy này dạ, nói mọi người là miếng giấy nó bị cắt vì lệch. Hồi nãy ba của chị An là cắt lệch cho nên là bây giờ chị không chịu, chị nói là nó không có đầu không có đuôi. Cái này không có được rồi. Lấy ra đi. Đúng rồi. Không có giấy. Thông tin với lại cô bác của anh chị á là cái việc mà hàng ngày mà cắt tờ giấy cho chị An á là do mẹ của chị. Đây nè, còn giấy nè. Thôi được rồi, từng chân thôi. Đó cũng ra mà. Đó ra đó đâu vậy ra làm như cái máy in hay gì sao làm thủ công này đôi khi nó cũng có con này con nợ chứ. con hạt đột biến cũng có thành khủng long cái từ đó sao là người ta lại coi dữ lắm à khủng long. Cái này thành con quá vặt bây giờ đó cũng ra con hạt mà cũng ra con hạt mà cái đầu nữa nè cái con quá vặt cái con hạt gì. Mọi người thấy không, cái đuôi nữa nè, rồi hai cái cánh đó, cái mình nữa nè. Đó, con hạt đó, rất đẹp. Là hoàn toàn làm bằng miệng luôn. Con nó không có được. Con hạt cầm lên cho mọi người xem con hạt. Cầm cận lên cho tụi con xem với. Đó, to le vậy hả? Hay ghê không? Cảm nhận được là con hạt nó bị dị dạng. Nhưng mà ra hình mà đúng không, anh Hồ? Cái là con quỷ. Đó giờ là chị sợ rất là nhiều nhưng mà mọi người đến cứ mọi người xin một ít về làm quà cho nên là gia tài của gia đình của chị là những sản phẩm chị đã làm như là mất chưa rồi. Dạ sao chị miếng giấy nó cắt hư rồi. Miếng giấy nó cắt hư rồi hả? Không sao, nó được rồi. Còn đây là cái tổ hợp nhựa mà nãy giờ đó giờ thì chị làm ra những cái sản phẩm. Hôm nay thì mình và anh Bùi Hồ cho con cô thử mắt sợi chỉ là chị tự thắt luôn hả? Ở cái trong gì? Hộp á, mấy sợi chỉ đỏ đỏ đó. Này đây hả? Dạ. Cái này thì nó xóa nè. Xóa luôn. Xóa cái mạng. Mà giờ rối chưa. Đây là hoàn toàn là chị xóa được hết luôn. Rồi, hy vọng rằng cái đoạn clip này cũng chia sẻ cho mọi người biết được đi. Hút nắm lại đưa vào ông đó. Thì nó lựa màu, nó xóa làm gì là. Ở trong miệng là cảm nhận được màu luôn. Trong miệng nó có mắt hay gì. Hôm nay thì ghé thăm chị cũng chia sẻ cái đoạn clip này cho cô bác anh chị được rõ hơn ha. Hôm nay thì đến đây để mà thăm lại chị An sau một cái mùa dịch Covid á,
thì cũng thay mặt cho chị giấu tên ở Canada gửi cho chị 500.000 đồng để mà cho chị, dạ, cho chị mua thực phẩm ăn, mua Covid. Vừa rồi thì chị An mới nhiễm Covid nha mọi người, cũng mới hết rồi, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Chúc chị sức khỏe nha. Hy vọng là đoạn clip này chia sẻ lên cho cô bác anh chị biết được là cái tài năng của chị An và được mọi người chiêm ngưỡng được cái tài năng một người mà bị khuyết tật nhưng mà có tài rất là hay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi xin kết thúc clip. Nè, mua bánh bông lan ăn, đang lấy giấy xếp. Thích ăn bánh bông lan lắm hả? Không phải, giấy nào trong gói bánh bông lan mà nói. Rồi có lấy gì coi không? Coi hả? Hả dạ. Lấy Đây là tất cả các sản phẩm của chị An mà chị thắt được các cô bác của anh chị. Những cái chi tiết rất là nhỏ và nếu như mà một người bình thường với một cái tay đôi tay khỏe mạnh á, thì làm cái công việc này cũng khá lâu. Nhưng mà đối với chị An á, thì nó là một cái công việc khá là dễ dàng đối với chị. Nhưng mà đối với chị thôi, chứ đối với người khác thì là một chuyện không thể với một cái chiếc lưỡi như vậy. Mong clip này sẽ mang đến cho cô bác anh chị một điều gì đó, món ăn tinh thần cho cô bác anh chị sau những ngày dịch Covid như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ạ.